Hãng tin Reuters dẫn lời một đại tá quân đội Kenya cho biết hiện chỉ còn một nhóm nhỏ con tin đang bị những kẻ tấn công bắt giữ. Tuy nhiên, người này không thể xác nhận số lượng chính xác các con tin đã bị bắt giữ hoặc được giải cứu. Những kẻ tấn công được cho là thuộc phong trào Al-Shabaab, có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đến từ Somalia. Vị sĩ quan này cũng cho biết một phần lớn tòa nhà trung tâm thương mại đã nằm trong quyền kiểm soát của các lực lượng an ninh và các tay súng đang bị dồn vào một khu vực trong siêu thị. Tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, lực lượng phòng vệ Kenya cho biết họ đang nỗ lực hết sức để giải cứu toàn bộ con tin trong thời gian sớm nhất. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người bị bắt giữ, nhưng Hội chữ thập đỏ Kenya dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết còn 49 người được cho là vẫn đang mất tích. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra ở Nairobi kể từ năm 1998 đến nay.